Tối qua ngày 7 tháng 9, tập 10 chương trình 8 lạng nửa cân đã lên sóng với sự nhập cuộc của Hoàng Anh và Quỳnh Lập. Đại Nghĩa, bây giờ là năm bao nhiêu rồi mà em nói có ma? Mở màn chương trình là cảnh Đại Nghĩa và Quỳnh Lập tranh cãi về chuyện có ma trong hậu trường. Theo đó, Quỳnh Lập cho rằng trong hậu trường có ma, còn Đại Nghĩa khẳng định không có. Đại Nghĩa nói, anh đã nói rồi, không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi. Quỳnh Lập khẳng định, nó vừa xảy ra, làm sao nói không có được. Đại Nghĩa giải thích, bây giờ là năm bao nhiêu rồi, 2000 mấy rồi chứ không phải 9 mấy hồi đó đâu mà em nói có ma. Không ai tin chuyện đó đâu. Quỳnh Lập và Đại Nghĩa tranh cãi về ma quỷ. Trong lúc Đại Nghĩa và Quỳnh Lập đã tranh cãi thì Hoàng Anh hét lên thất thanh rồi chạy ra hốt hoảng, anh Nghĩa ơi, có ma đó. Đại Nghĩa nói, từ nãy tới giờ anh với Quỳnh Lập đang tranh cãi với nhau về chuyện có ma hay không có ma nên định hỏi em luôn đấy. Hoàng Anh kể, hồi nãy ra đi em đóng cửa rồi mà lúc quay vào thấy cái cửa nó bị mở ra. Quỳnh Lập hét lên, chỉ có ma mới mở cửa được thôi, chứ không ai mở được. Đại Nghĩa trấn an, bà dọn phòng mở chứ ai mở. Quỳnh Lập tiết lộ, bà dọn phòng mới chết hôm qua rồi. Em nghe nói bà ấy mới chết hôm qua. Đại Nghĩa vẫn giải thích, em đừng có thần hồn nát thần tính rồi hù con nhỏ tuổi. Cho dù không phải bà dọn phòng thì một cơn gió tạt qua cũng mở được cánh cửa. Hoàng Anh hốt hoảng gì bắt gặp ma. Quỳnh Lập khăng khăng, nhưng hành lang này là hành lang kín, làm gì có gió thổi tạt qua để mà đóng được cửa. Đại Nghĩa nói, vậy có thể là cánh cửa lâu ngày cái bạn dạng lề nó quổng, nó xê dịch thôi. Hoàng Anh kể tiếp, nhưng em còn thấy cái TV nó tự động bật lên. Đại Nghĩa lý giải, bây giờ mọi phương tiện đều là thông minh hết, đi xa cũng bấm tắt TV được, hoặc bật tắt cầu dao được. Quỳnh Lập nhắc Hoàng Anh cúng bái thì Đại Nghĩa gặp đi và nói, bây giờ 2009 rồi, không thể đi bất cứ đâu cũng bày hương án ra mà cúng bái được. Hoàng Anh và Quỳnh Lập phân bua. Sau đó, Đại Nghĩa nhắc cả hai dập chuyện ma quỷ lịch sự một bên để vào chương trình. Anh nói, đôi khi không có lý do gì cả. Đôi khi có những câu chuyện các nhà khoa học chưa lý giải được. Chúng ta chỉ gọi phổ biến là những câu chuyện tâm linh. Và câu chuyện bắt gặp ma trong hậu trường của Hoàng Anh bị bỏ ngỏ, nên người theo dõi khá hoang mang vì không biết đó là thật hay giả. Quỳnh Lập, tôi không quản khi bị người ta nói mình tuyên truyền mê tín dị đoan. Trong một phần khác của chương trình, Hoàng Anh kể lại, hồi xưa, có một khách sạn mà tôi vào đó là cứ nghe thấy tiếng động, đứng dậy thì tiếng động hết, tắt đèn nằm xuống tiếng động lại kêu. Tôi nhìn khắp phòng và ngoài hành lang đều không có ai hết. Vậy là lý do gì? Hoàng Anh kể chuyện bắt gặp ma. Tôi thì chưa bị chơi ngải bao giờ, nhưng đã từng bắt gặp nhiều trường hợp bị quy vào đang bị chơi ngải, lâu dần nên họ cũng nghĩ rằng mình bị chơi ngải. Đại Nghĩa vẫn khẳng định không có ma và giải thích, tôi nghĩ như vậy, khi chúng ta còn thức và làm việc tất bật, đầu óc suy nghĩ nhiều thì không để ý. Tới lúc tắt đèn đi ngủ, gác hết mọi chuyện nên mọi giác quan sẽ cảm động rất tốt, nên từng tiếng động nhỏ tuổi nhất cũng lọt vào tai. Và tôi còn biết, người ta lợi dụng chuyện tâm linh để lạm dụng tình dục. Có một ông thầy bùa giả vờ trục dông cho bệnh nhân để sờ soạn dòng mục của họ. Quỳnh Lập khi được hỏi về việc đưa tâm linh vào các sản phẩm của mình liền nói, khoa học và tâm linh là hai phe đối lập nhưng luôn tồn tại song song với nhau. Tôi là người hướng nội, lại làm nghệ thuật nên không tin tâm linh không được. Trong phim của tôi bao giờ cũng có sự cân bằng giữa khoa học và tâm linh. Bên cạnh những hiện tượng tâm linh tôi bày ra trong phim luôn có cả khoa học để lý giải. Tôi muốn hướng mọi người đến sự khách quan chứ không phải chủ quan của mình. Bởi vậy, tôi không quản khi bị người ta nói mình tuyên truyền mê tín dị đoan.